Xin chào nhà. Rất vui vì anh em đã quay trở lại channel của mình cùng với Call of Duty Mobile. Ok, hôm nay tôi giới thiệu lại cho anh em một thằng súng burst này. Tôi nói thật với anh em, mùa trước anh em chê nó đúng không? Mùa này anh em mình sai rồi, anh em mình sẽ không chê được nó nữa đâu, bởi vì nó được buff tăng cái thời gian burst lên, tăng cái tốc độ bắn lên. Một burst của nó đã bắn nhanh hơn rất là nhiều, nó không còn như xưa nữa đâu, nó không còn như mùa trước nữa đâu mọi người. Và kèm theo cái băng đạn gọi là bắn thành 5 phát này nhá, chứ không phải là băng đạn mở rộng bình thường nữa. Băng đạn bình thường là 4 burst đúng không? Burst 4 phát 1. Bây giờ bắn 5 phát 1. Thì nó bây giờ nó sự khác biệt rất là nhiều luôn nha mọi người. Tôi nói thật, bây giờ anh em mình không tin đúng không? Anh em không tin, tôi vào trận tôi cho anh em xem. Thằng này bây giờ nó không còn là súng burst nữa rồi, nó gọi là súng liên thanh rồi, súng xây trường bình thường rồi, anh em tin không? Anh em không tin thì bây giờ tôi vào trận tôi cho anh em xem này. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa. Let's go. Ok, trận nó bắt đầu luôn anh em ơi. Rồi nhá, để tôi cho anh em xem quả Sawfish cá kiếm mùa này nó như nào nhá. Sau khi được buff lên thì tôi nói thật, tôi không nghĩ là nó có thể như thế được đâu. Nó không còn là súng burst nữa rồi ấy thật. Sau khi buff lên nhảy tôi chả thấy nó giống súng burst một chút nào luôn. Để tôi bắn cho anh em xem nhá. Nó như súng sấy bình thường luôn ạ. Ôi quả bom. Ê, quả bom EQ500 thế. Ôi thật, ơ kìa. Đấy, thấy không, anh em thấy không? Bắn nhanh chưa? Mà anh em mình lắp cái băng đạn này nhá. Burst 5 viên, bắn liên tục luôn thật. Này, nhìn này, tôi đục cho con xem. Đây rồi, ơ kìa. Không đục được à? Trời ơi, thôi được rồi, không sao hết. Vào này, đây, để tôi là ông nữa. Ôi trời ơi, anh em thấy không? Nghe thì có vẻ giống bớt đấy, nghe thì có vẻ bớt thật, nhưng mà chẳng khác gì bắn bình thường. Ui, nhờ, kiểu bắn nhanh đấy, trưởng ra còn gì. Như thế còn gì nữa. Anh em thấy nhờ, anh em đánh giá nhờ. Anh em đã chơi thử lại chưa, với những anh em nào kiểu thích M16, thích Faro, các thứ, thì thằng này hợp lý. Thằng này hợp lý thực sự luôn. Bớt nhanh dã man ạ. Búp lên bớt nhanh dã man. Vèo cái 5 viên. Có phải súng bớt nữa đâu mọi người. Đây này, tôi cho anh em xem. Bởi vì nhá, cái lợi thế của những khẩu súng bớt này là khi anh em bớt trúng nhá, thì là coi như anh em mình có 5 viên là không giật. Và cứ bớt liên tục như thế, bớt liên tục tới là anh em mình coi như không có độ giật luôn nhá. Đúng chưa? Hợp lý chưa? Mà phụ kiện build các thứ như này hợp lý rồi. Sát thương có rồi, đủ bớt thôi là chết rồi. Đây, tôi bắn cho mà xem này. Đây này. Ok. Ở đây đúng không? À, còn nữa không? Còn à? Đâu? Đây, ok, bắn thôi. Đấy. 10 viên không giật luôn, bắn cực kỳ đứng im luôn. Có khi giật được cả lên đầu á, hợp lý vãi trưởng lắm còn gì. Đây, để tôi bắn tiếp này. Đây, để thôi. Ok. Bắn nhanh chưa? Ôi, tôi là dân bắn bớt mà. Tôi bắn hết luôn ạ. Hai cả trưởng đây này. Chạy đi đâu? Úi trời ơi, đây chuẩn bị, người ta chuẩn bị lên bắn tôi này. Đây rồi, úi trời ơi. Lên nhanh thế, chưa kịp phản ứng gì. Ông buồn cười thật đấy. Đâu, đây rồi, ok. Nhanh thế, đâu rồi? Ui, không thấy đâu luôn, thôi vậy. Tầm gần thì con này nó vẫn hơi khó chơi một chút nha mọi người. Tầm gần thì con này vẫn đòi hỏi anh em mình phải bắn chính xác, bắn chuẩn thì mới có thể chơi được. Tầm xa thì ngon lắm thật, thằng này kem ngon lắm. Ở tầm như thế này thôi, nó bớt như thế này thôi, thằng này kem ngon lắm mọi người. Nghiêm túc á. Ok, hồi sinh ở đây nha. Hồi sinh ở đây mà không nhìn thấy tôi này. Tôi nhỉ. Đâu? Có ông nào đâu không? Alo? Thì ai luôn này? Ủa? Đây. Kìa, nhanh thế. Mà 13 vẫn mạnh nhờ. Đây này, nhưng mà trả thù ngay. trả, ok. Được chưa? Có tiếng chân chạy. Từ, đây này. Ôi, bắn ước thực sự. Đây, chạy đây, ông chạy đây. Tôi nghe từ đây rồi. Ok. Sao quả đấy mình có thể hành xử như thế nhở? từ, đông này, đây này, ông đầu tiên này. Ông thứ hai. Một máu mà bắn đôi. Buồn cười thật đấy, mấy cái ông này chất lượng sức mình. Hợp lý không anh em, hợp lý không? Anh em còn chê gì nữa, ai chê? Còn chê thì là do nó không mạnh bằng những cái thằng gọi là meta bị đồ như kiểu đấy, như kiểu kịp 25 thôi. Thằng này không yếu nữa đâu, thật. Nói thật luôn, nói nghiêm túc, thằng Sawfish ấy không yếu nữa đâu nhá. Để luôn vào luôn, để tôi giúp ông. Đâu? Đâu rồi? Út. Sao mà tôi tưởng mình trốn đâu đấy, quanh kia.
Tôi đúng không? Hay đồng đội, hay team. Nhưng mà được thế nhỉ? Đây để tôi ngắm ngoài cho, tôi ngắm ngoài cho. Đúng đường này rồi này. Đúng đường này này. Nhìn nhá, nhìn nhá. Đấy này, đây đây. Một ông này, hai ông này. Hợp lý chưa? Đâu? Tiếp lại ba ông này. Ô kìa, chạy nhanh thế. Chạy đấy làm gì không? Ô, ô hay đây này, đây này. Ôi, khó chịu, ôi khó chịu thực sự. Cứ kiểu bắn chả hiểu cực kỳ, chả hiểu. Ôi trời, ôi trời ơi, chạy nhanh thế rồi. Thằng này kiểu đứng kem là ngon. Ừ, thằng này đứng kem là ngon. Với cái kiểu như là đứng kem hợp lý thực sự. Nào, lên đôi điểm anh em ơi. Đi. Không phải sợ, anh em theo tôi. Không phải sợ. Thằng này trông giống TP25 ấy chứ nhở. Ôi trời, TP25 mùa này nó mạnh thật. Phải công nhận điều đấy. Ơ ừ, này này này, nhìn thế này, nhìn thế này. Trời ơi, hợp lý này. Ơ, tầm đấy thì cũng chỉ một bớt thôi. Một bớt thôi, một bớt thôi. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Được chưa? Mọi người ơi, ơ trước mặt tôi này. Trước mặt tôi này. Ôi trời ơi. Lại được thực sự ra còn gì nữa. Đặt luôn súng máy đây cho chiến này. Đâu? Đâu, ông nào? Ông bắn tôi này, ông bắn tôi này, được chưa? Ông không bắn tôi này, không bắn tôi. Bạn thế anh em cũng thể yếu rồi, tôi cũng chịu. Anh em quan trọng anh phải biết chơi. Anh em chỉ biết chơi thôi. Mùa này thằng này nó mạnh hơn xưa rồi, nó không còn kiểu lởm như mùa trước nữa đâu. Thế nên đừng có chê nó nữa, khổ thân nó ra. Bắn được. U. Ngon à. Đây này, đây này, từ tôi thấy một ông này. Thế lộ ông, thế lộ ông kìa. Ờ kìa. Đấy, cứ phải để bớt chuẩn thôi là chết luôn. Cứ phải để bớt chuẩn thôi là đi luôn, chứ còn gì nữa. Hợp lý. Ok. Đấy, ok, đây. Đúng rồi. Ôi nhỏ. có khẩu bắn bớt tủ mới anh em ạ. Không phải Pharo nữa rồi, hợp lý. Pharo SMG nhá, thằng này AR, hợp lý. Hợp lý nhá. Đây, lên đây, để tôi. Ô kìa. Hay nhở, đâu đây? Sao đây? Trời ơi, vẫn còn người ở đấy ạ. À? Ảo thật. Ô, trông giống thu ngược chứ nhở? Trông khi giống thu ngược mọi người. Ôi trời ơi, trời ơi. Ô, còn có đống nữa cơ mà, cọ. Kìa, trượt mấy viên ạ. À? Trượt mất mấy viên. Ôi, thu ngược. Alo. Cứu, đừng. Đây. Để tôi, ôi trời ơi. Thu ngược. Học môi. Đâu ấy? Ui, đây rồi. À, bắn kiểu gì nhở? Bắn ảo thế nhở? Ôi kìa, thế luôn. Tầm đấy thì chỉ cần một bớt thôi. Đứng đây bắn luôn, tôi đục luôn này. Hết trời, ô, 1.8, từ, vẫn còn cơ hội. Ôi, từ nhá, bình tĩnh nhá. Anh em để tôi quả là kẹo được này. Quả thắng được này, ôi. Sao thế nhở, bắn gắt thế nhở? Này, ôi kìa. Ôi, anh em bắn kia thế. Từ thôi. Chết rồi, hào môi. Chàng, cố lên đồng đội, tôi tin anh em. Đúng rồi, cố lên, hay. Ừ, hay, cố lên, hay quá là 90 ơi. Ủa, CBR4 hay quá ông ơi. Tôi đứng đây, ok, tôi đứng đây, tôi đép, không một ai được lên hết. Hay, hợp lý, 46 lên đấy, lên, súng phun nước này. Thắng chưa? Đã gọi là thắng chưa mọi người? Alo, ôi trời ơi. Lật kèo. Thua làm sao được, 1.48, 1.10. Uầy thề cú thực sự luôn ấy. Ok nhá, thì thôi chắc clip này của mình đến đây gần như là kết thúc rồi. Thì đây là những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Khẩu Sawfish, khẩu cá kiếm mùa này nó được búp rồi. Và cái burst của nó rất là nhanh. Burst như kiểu không burst luôn ấy, như kiểu sấy bình thường luôn ấy. Anh em nhìn thấy bắn rất là nhanh luôn. Chứ mùa này nó không còn yếu như mùa trước nữa đâu. Anh em hoàn toàn để có thể sử dụng nhá. Ok nha, quan trọng mọi người chỉ cần biết cách chơi thôi là có thể sử dụng được nha mọi người. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã xem hết cái clip này của mình. Và nếu mà anh em thấy clip nó hay nó có ích thì đừng quên cho mình xin một like và một subscribe bên dưới nha. Để mình có thêm nhiều động lực, mình làm thêm nhiều clip để cho anh em xem. Ok không mọi người, ok bây giờ thì thôi, lời cuối rồi. À, tạm biệt cả nhà nha.